Thưa khán giả, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quá trình chủ động của địa phương, thị trường nhà ở trong thời gian qua đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Do nhờ với sự vào cuộc mà chị Thiên Nhi vừa chia sẻ lúc nãy, để giúp cho rất nhiều người dân thực hiện được giấc mơ an cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Theo báo cáo kết quả giám sát thị trường bất động sản và nhà ở xã hội của Quốc hội, giai đoạn 2015-2023 thì cả nước có khoảng là 5.000 dự án nhà ở thương mại và khu đô thị được triển khai, tổng vốn đầu tư là gần 4,5 triệu tỷ đồng. Đến nay thì có khoảng là 800 dự án nhà ở xã hội được triển khai. Đặc biệt khi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực kể từ đầu tháng 8 thì các giao dịch trên thị trường đã có phần khởi sắc hơn. Có thể thấy là ai cũng mong muốn có được một giấc mơ là an cư, đặc biệt là với nhóm đối tượng công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Nhu cầu lại rất lớn, tuy nhiên để tiếp cận được nhà ở là điều không dễ, bởi theo nhiều người, giá nhà hiện nay đã vượt xa so với túi tiền của bà con. Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng chị Trần khoảng 15 triệu đồng. Với hai con nhỏ, số tiền này chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Chị cho biết, để tích góp đủ số tiền đặt cọc mua nhà đã là nỗi lo. Mà cái mức 5-600 thì 20% nó cũng gần 200 triệu chứ không có ít, nó cũng hơn mức đó. Mà lương mình đi làm nhân viên thì nó không thể nào mà mình tích góp mà vừa nuôi con mà vừa để dành được một số tiền lớn như vậy. Thu nhập bấp bênh, trong khi đó lãi suất thuê mua nhà ở xã hội lại tăng. Trước đây mức được áp dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là 4,8% trên một năm. Đến nay, con số này đã tăng lên 6,6% trên một năm. Với anh Sơn, khó khăn chồng chất khó khăn. Vừa phải trang trải cuộc sống gia đình, rồi vừa phải là thêm cái phần tiền thanh toán tiền nhà hàng tháng nữa thì nó sẽ không đảm bảo được so với cái lãi suất mà ngân hàng đang áp dụng cho người dân. Theo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội, hiện giá nhà ở tại nước ta cao gấp 20 đến 25 lần thu nhập bình quân của người dân tại các đô thị. Đến cuối năm 2023, cả nước hầu như không có dự án căn hộ giá bình dân dưới 25 triệu đồng trên 1 mét vuông. Cái mức giá hiện nay là tương đối là cao so với cái thu nhập có khả năng thanh toán hay là thu nhập khả dụng của người có nhu cầu nhà ở. Và trong khi đó, cái thu nhập tăng, có tăng, nhưng mà mức tăng này nó không bằng với mức tăng của giá bất động sản. Giá nhà ở tăng cao, người dân gặp khó khi mua nhà. Trong khi đó, nhiều dự án tại đồng bằng sông Cửu Long lại bị chậm tiến độ. Không ít căn hộ mỏi mòn đợi chủ, thậm chí treo bảng bán nhà đã lâu nhưng cũng chẳng ai tìm đến. Phân khúc tầm trung ít, riêng ở nhiều thành phố lớn thì giá nhà lại vượt xa giá trị thực, chủ yếu là dành cho người giàu và giới đầu cơ lướt sóng. Và điều này đã khiến cho nhiều người dẫu có tích góp cả đời cũng không mua được căn nhà. Khi mà lý giải về điều này thì Bộ Xây dựng cho biết đó là câu chuyện của các dự án đã được triển khai trong thời gian qua. Bởi với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng lãnh đạo địa phương, nhiều dự án mới đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và có mức giá hợp lý. Đây là sự nỗ lực rất lớn để giúp bình ổn thị trường, đặc biệt là giúp người dân an cư. Trước đây ở khu tập thể của cơ quan rồi dọn ra nhà trọ, nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng cộng với tích lũy của gia đình, ông Vũ mua được căn nhà ở xã hội. Đối với ông, cuộc sống hôm nay như một giấc mơ. Thứ nhất, giá cả cũng phù hợp. Thứ hai là chính phủ tạo điều kiện cho nó, nếu mình không đủ vốn thì tạo điều kiện cho vay vốn với một cái mức lãi ưu đãi nó cũng là tương đối. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long. Riêng năm nay sẽ có khoảng 2.000 căn nhà được bàn giao. Trong đó, nhiều dự án được đầu tư lên đến cả ngàn tỷ đồng. Mong muốn đem đến một cái tổ ấm an cư để cho người dân trong cái bối cảnh kinh tế hiện nay có thể là yên tâm sinh sống và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch chung cư và nhà ở trong quý 3 năm nay tăng so với quý 2 với gần 38.500 căn. Tại thành phố Cần Thơ, tỷ lệ hấp thụ của các dự án đạt trên 50%. Đây là tín hiệu lạc quan trong việc bình ổn thị trường. Hỗ trợ giãn tiến độ thanh toán. Thứ hai là các cái chính sách về hỗ trợ lãi suất cho người mua. Thì từ đó cũng giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn để mà thực hiện mua các cái căn hộ nhà ở. Một cái chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở. Về lâu dài chúng ta phải có cái này. Chính sách vĩ mô nhà nước, chính sách tài chính, phát triển đô thị hạ tầng,
về nhà ở thì mới được, và lâu dài nó là một chiến lược nhất quán. Cơ chế chính sách được tháo gỡ, hệ thống đường cao tốc dần hoàn thiện, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Đây là động lực vững chắc để thị trường nhà ở tại đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc trong thời gian tới. An cư là giấc mơ không chỉ của người có thu nhập thấp, bởi đó cũng là mục tiêu của chính phủ cùng các bộ ngành địa phương. Có được mái ấm, người dân mới an tâm để lao động sản xuất. Như ông bà ta có câu, an cư lạc nghiệp.